Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hết VTV1 giờ đến VTV4 tấn công Thời báo.de. VTV muốn gì? Nếu nói kênh đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTV là kênh lâu đời nhất, họ hãy dùng kênh này để chiếm giờ vàng phát sóng trên các kênh truyền hình địa phương trên toàn quốc Việt Nam. Đài truyền hình tỉnh hoặc thành phố buộc phải tiếp sóng VTV1 ở khung giờ 7 đến 8 giờ tối. Đó là quy định bắt buộc. Mục đích là để VTV tuyên truyền cho bộ máy chính quyền trung ương, phần sau đó là tuyên truyền cho địa phương và sẽ tuyên truyền cho chính quyền tỉnh. Lợi dụng vai trò độc quyền này thì đài truyền hình VTV đã dùng kênh VTV1 để tấn công Thời báo.de và bôi nhọ Thời báo.de trước toàn dân để cách ly người dân với thông tin về mặt trái xấu xa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh đài VTV4 lên sóng tố Thời báo.de. Chỉ dùng VTV1 dường như đài truyền hình Việt Nam chưa hả dạ, nên đài truyền hình Việt Nam đã dùng đến kênh VTV4 phát lại nội dung bản tin mà đài VTV1 đã được biên tập cho phát sóng trước đó, nhưng đưa người khác đọc. Đài truyền hình Việt Nam cho rằng với dàn đồng ca VTV1 và VTV4 cùng nhau tố Thời báo.de thì đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước và trên khắp thế giới sẽ tẩy chay Thời báo.de hay sao? Nếu nghĩ như vậy thì đài truyền hình Việt Nam đã nhầm. Sẽ không bao giờ có làn sóng tẩy chay đó. Vì người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, phần nhiều đã hiểu rất rõ bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên chúng tôi sẽ không e ngại việc quý vị đang làm. Việc làm của quý vị sẽ được khán giả nhận xét là bảo vệ độc tài, bảo vệ một tập đoàn lợi ích trục lợi trên đầu 100 triệu người dân Việt Nam. Hiện nay, khán giả đã rất thông minh. Họ không dễ gì bị các vị nhồi sọ nữa. Như đã nói ở bản tin, VTV hãy tôn trọng sự thật và thôi chụp mũ Thời báo.de rằng chính đài truyền hình Việt Nam là đài truyền hình được lập ra để nói tốt cho đảng, bất kể đảng tốt hay xấu. Và trong bản tin đó, Thời báo.de cũng đã vạch mặt tính chất bất nhân và phi dân tộc của đài truyền hình Việt Nam thông qua việc tố dân độc tâm, cổ vũ cờ 6 sao của Trung Quốc và đưa bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh lên sóng. Thực chất, việc làm của đài truyền hình Việt Nam là làm theo chỉ thị của đảng. Vì vậy, việc làm của VTV cũng chính là bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là bất nhân và phi dân tộc. VTV4 tấn công Thời báo.de nói lên điều gì? Tiếp theo những gì mà VTV1 đã làm thì vào ngày 28 tháng 3 năm 2021, bản tin vào lúc 21 giờ của đài VTV4 có phát đi tin chống xuyên tạc công tác kiện toàn nhân sự. Cũng nội dung tương tự như nội dung cùng tên đã phát trên VTV1. Để biết mục đích của VTV thì trước hết phải hiểu VTV4 là kênh phát cho ai và mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là dựng kênh này lên để làm gì. Được biết, VTV4 là kênh truyền hình có nguồn gốc từ kênh mang tên dành cho đồng bào Việt Nam xa tổ quốc của VTV ra đời vào năm 1998. Mục đích của kênh này là tuyên truyền cho những tư tưởng của Đảng và tô vẽ hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam để dụ dỗ kiều bào nước ngoài. Tuy nhiên, việc tuyên truyền chính sách của Đảng cho kiều bào thường không hiệu quả. Vì như ta biết, kiều bào chúng ta sống ở nước ngoài đã có điều kiện tiếp xúc với tự do và dân chủ nhiều hơn. Vì thế, việc tuyên truyền nhồi sọ của VTV4 không hiệu quả như VTV1 đang làm trong nước. Ở trong nước, VTV1 phát sóng độc quyền, nhưng ở nước ngoài thì VTV4 phải cạnh tranh. Chính vì vậy, chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua VTV4 như trước là như nước đổ lá khoai. Thực tế, mục đích của VTV4 không phải để làm cho những người Việt Nam ở hải ngoại chuyển biến từ tư tưởng dân chủ tiến bộ sang tư tưởng thuần phục độc tài, mà mục đích của họ là muốn ngăn cản những người còn tin chế độ không tự chuyển biến, tự chuyển hóa nữa. Nhờ đó mà họ dụ được người Việt Nam nhẹ dạ cả tin, tiếp tục gửi lượng kiều hối rất lớn về để nuôi đảng. Đây là hình ảnh VTV4, kênh truyền hình lừa gạt lòng tin kiều bào để kiếm đô la qua đường kiều hối. Mỗi năm, Việt Nam tăng trưởng kinh tế khoảng 6% GDP là cao. Vào năm 2020, tăng trưởng chỉ còn 2,91%. Tuy nhiên, kiều hối hàng năm lên đến 16 tỷ đô la, chiếm cỡ từ 7 đến 8% GDP, một con số rất lớn. Được biết, kiều hối gửi về Việt Nam bằng tiền đô, nhưng hầu hết giá trị của GDP của Việt Nam tính bằng tiền Việt rồi quy đổi ra đô la theo tỷ giá. Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang xuất siêu đến cả chục tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, số tiền đô la thu về từ việc buôn bán thương mại với thế giới ấy chủ yếu để lọt vào tay các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Nghĩa là số tiền đô do dạng thặng dư thương mại ấy, nó chỉ là con số chứ người dân Việt Nam được hưởng rất ít.
mà dân Việt Nam không được hưởng con số thặng dư đó, thì số tiền đó cũng thuộc về nước ngoài vì nó nằm trong tay các ông chủ tư bản kinh doanh tại Việt Nam. Nếu giả sử người Việt Nam ở hải ngoại nào còn tin đảng mà nghe tờ Thời báo .d rồi tự chuyển biến sang tư tưởng dân chủ tiến bộ, thì điều đó cũng có nghĩa là đảng mất dần nguồn kiều hối béo bở. Đó là lý do và ý nghĩa quan trọng nhất của mục đích thành lập VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Nói chung, mục đích sâu xa của kênh VTV4 đầy tốn kém là giữ nguồn kiều hối ổn định và tiếp tục lừa mị người dân Việt Nam ở nước ngoài để làm giàu cho đảng và giữ thể chế. Đảng Cộng sản Việt Nam o bế Việt Kiều mang tiền về nước, nhưng họ lại trà đạp những ai mang dân chủ về cho đất nước. Với những người Việt Kiều yêu nước thật sự, muốn mang giá trị dân chủ, nhân quyền về nước, truyền bá, thì đảng gọi họ là thành phần phản động lưu vong sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, nếu kiều bào nào chỉ lo chăm chỉ làm ăn, mang tiền đô về nước đầu tư, mà mặc kệ cái ác của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân, thì đảng sẽ gọi họ là Việt Kiều yêu nước, hoặc là khúc ruột ngàn dặm. Có thể nói, bản chất của đảng là hễ thấy đô la là họ ca tụng, còn thiếu đô la thì bà con đồng bào ở hải ngoại trong mắt đảng sẽ khác đi. Hãy xem những bà con Việt Kiều đang sống rất cực khổ ở khu vực hồ Thôn Lơ Sáp ở Campuchia. Đảng có gọi họ là khúc ruột ngàn dặm hay không, như những Việt Kiều ở Âu, Úc, Mỹ. Đảng chỉ là vì đô, chứ chưa vì nhân dân. Đây là hình ảnh khi thì khúc ruột ngàn dặm, khi thì phản động lưu vong. Bản chất của đảng là như vậy, cho nên bản chất của VT4 cũng như vậy. Chính họ đã gọi Thời báo .d là thành phần phản động sống lưu vong ở Đức, chứ không gọi chúng tôi là khúc ruột ngàn dặm hay Việt Kiều yêu nước. Mặc dù Thời báo .d luôn làm việc chương trình để mang lại sự thật và những giá trị dân chủ tiến bộ đến cho từng người dân. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dối trá, chúng tôi sẽ phải trần sự dối trá đó. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam ác với dân, chúng tôi sẽ phải trần tội ác đó. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam xem thường pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, chúng tôi sẽ vạch trần những điều sai trái đó. Dân Việt Nam xứng đáng được hưởng một nền dân chủ tự do như Đức hay các nước châu Âu. Vì thế, chúng tôi sẽ đưa những cái thối nát của độc tài ra ánh sáng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và chính điều đó đã làm chúng tôi đã bị Đài Truyền hình VTV tấn công. Tại Đức, nhà nước đã xây dựng một nền giáo dục tốt đẹp dành cho người dân và các nước khác muốn đến đây để học tập, sinh sống. Trong đó có không ít con em là của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghĩa là quan chức Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một xã hội xấu xa, một nền giáo dục thối nát cho dân Việt Nam học. Còn con em họ thì bỏ xứ Việt Nam sang Đức, sang Mỹ và các nước tư bản học để hưởng thụ những thành quả của nền giáo dục tiến bộ. Với bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy, mong rằng bà con Việt Kiều cân nhắc để có thể có cái nhìn đúng đắn nhất. VTV4 là một kênh truyền hình siêu lừa đảo, bán hàng đa cấp rồi những trò lập ra dự án ma để gom tiền của nhiều người rồi bỏ trốn, vay tiền với hứa hẹn lãi suất thấp rồi vẫn ôm tiền bỏ trốn. Đó là những trò lừa đảo nhan nhản ở xã hội Việt Nam. Vào năm 2013, Huỳnh Thị Huyền Như đã lừa đảo Ngân hàng Thương mại Việt Nam con số là 4.000 tỷ đồng, tương đương với 182 triệu đô la theo tỷ giá thời đó. Một con số là rất lớn. Tuy nhiên, VTV không lừa đảo những món tiền nhỏ như vậy, nấp dưới thương hiệu Đài Truyền hình Quốc gia, nên VTV4 đã tạo lòng tin rất lớn trong giới Việt Kiều, đặc biệt là giới không quan tâm đến chính trị. Từ lòng tin đó, dòng kiều hối đổ về Việt Nam đến 16 tỷ đô la mỗi năm. Và khi kiều hối về thì nhà nước Việt Nam in tiền Việt Nam để bung ra mua những đồng đô la và đồng ngoại tệ mạnh đó đem vào kho cất giữ. Đây là hình ảnh Đài VTV4 hàng ngày vẫn thực hiện những nhiệm vụ lừa gạt lòng tin kiều bào. Chưa hết, khoản tiền kiều hối mà những Việt Kiều tin Đảng Cộng sản Việt Nam mang về ấy, tưởng đâu đầu tư cho quê hương, nhưng kỳ thực trong đó nhà nước và quan chức đã hưởng lợi phần nhiều. Nhờ lượng đô la gửi về dồi dào mà quan chức chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam dùng tiền tham nhũng mua đô la, rồi đưa con cái đi du học Âu, Mỹ, Úc hoặc mua nhà, đầu tư quốc tịch Malta hoặc quốc tịch đặc ship để hưởng thụ cuộc sống tự do dân chủ nơi Âu Mỹ khi họ hạ cánh an toàn. Nếu nói Huỳnh Thị Huyền Như chỉ lừa đảo một phần thì vào tù và cô ta không còn cơ hội lừa đảo được nữa, thì VTV4 lại khác. Họ lừa đảo người Việt Nam hải ngoại từ năm này đến năm khác, lượng kiều hối mà họ hưởng mỗi ngày một gia tăng. Lòng yêu nước thì người Việt Nam nào cũng có, nhưng nhận thức thì không phải ai cũng giống nhau. Nếu ở xứ sở tự do mà dửng dưng với giá trị tự do dân chủ, thì lòng yêu nước của kiều bào dễ dàng bị sa bẫy và tuyên truyền
của VTV4. Và những thành tựu, những con số và những chính sách được dựng lên bởi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, và vì vậy quý vị sẽ sa vào bẫy và cuối cùng sẽ mang tiền về dâng cho Đảng. Bài học của ông Trịnh Vĩnh Bình còn đó, Việt Kiều Hà Lan bằng cách này hay cách khác thông qua VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam vẫn hàng ngày làm công tác lừa đảo lòng tin kiều bào. Đó mới là thâm ý của VTV. Và đó là lý do tại sao sau VTV1 thì đến VTV4 tấn công thời báo.de. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2021 với bản tin Hết VTV1, giờ đến VTV4, tấn công thời báo.de. Đài Truyền hình Việt Nam muốn gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.